Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị tại điểm cầu chính có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo các sở, ban ngành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 13 điểm cầu tại các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc với sự tham dự của gần 2.000 cán bộ đảng viên. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây là hội nghị hết sức quan trọng để cán bộ đảng viên học tập và chủ động liên hệ tinh thần nội dung nghị quyết với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Để nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai các chương trình hành động, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa. Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung của nghị quyết, nhất là những nội dung mới, những khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận tạo sự thống nhất trong nhận thức hành động để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng thông báo nhanh một số kết quả quan trọng tại Hội nghị Trung ương 14 khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trình bày các nội dung cơ bản của báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh trình bày báo cáo tổng quan tình hình phát triển kinh tế xã hội và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau hội nghị, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ thành phố sẽ tổ chức quán triệt triển khai kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố đến toàn thể cán bộ đảng viên.